Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là sáng ngày mùng 2 tháng 6 2019 và theo yêu cầu của bác Khoa Nguyễn ở Bắc Giang. Bác hiện nay thì đang công tác ở rất xa và bác muốn xem lại chiếc đồng hồ quả tạ Đức máy nguyên gốc Germany. Thì thưa bác, đây tối hôm qua quay cho bác xem sơ sơ rồi và gửi qua Messenger cho bác, nhưng mà buổi tối nó không đủ ánh sáng. Đây lúc này đây đang đứng cạnh cái cửa sổ của tầng 3 đây, nhìn xuống cái ruộng ở phía xa đây. Thì lúc này nó mới là đủ cái ánh sáng ban ngày. Còn bình thường ở cầu thang thì nó chỉ có một cái đèn bé tí ở đây này. Đấy, để gọi là để đi lại thôi, chứ không có đèn sáng. Thì khách đến xem hàng này đến vào ban ngày. Đấy, thưa bác, đây cái màu nguyên gốc của nó đây, là cái màu của gỗ gụ, hoàn toàn là đánh trần chứ không có một tí màu sắc nào cả. Cọ lá chuối thôi. Hàng thì hiện nay ở cửa hàng đang có 4 chiếc. Đây là một này. Và mỗi chiếc này là giá là 65 triệu, giá ổn định mấy năm nay. Đây, bên này là chiếc thứ hai này. Cũng vẫn thế, ở dưới kia là chiếc thứ ba kia. Còn một chiếc nữa là chúng tôi để bên khu bên kia. Ở Đồ Gỗ Đức Hiền có 3 khu ABC cơ, nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vậy báo cáo bác như vậy.